Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTV Shop Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng được khuyến nghị khi triển khai các dòng controller Cisco C9008 Có rất nhiều các thông số cấu hình chúng ta có thể tùy chỉnh để tối ưu hóa mạng Wi-Fi trên controller Cisco C9008 Tuy nhiên nó phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống mạng, cách chúng ta đấu nối và phụ thuộc cả vào các thiết bị client kết nối vào nữa Do vậy trong video này thì mình sẽ đưa ra một số lưu ý mà chúng ta thường gặp để các bạn có thể áp dụng vào hệ thống mạng của mình thôi nhé. Nội dung cũng khá dài nên mình cũng sẽ tách ra thành nhiều phần. Mỗi phần sẽ bao gồm các tính năng mà nó liên quan đến nhau. Các bạn có thể theo dõi trên kênh của ZenCity Shop nhé. Đầu tiên là chế độ cài đặt của controller. Đây là vấn đề rất là quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu suất của thiết bị nhưng mà mình lại thấy rất ít người quan tâm Cisco C9800 hỗ trợ hai chế độ cài đặt là Install Mode và Bundle Mode. Với Install Mode thì file cài đặt sẽ được giải nén vào trong ổ flash rồi. Khi đó controller sẽ sử dụng file package.conf để khởi động lên. Và đây cũng là chế độ mặc định và khuyến nghị trên C9800. Chế độ ban Bundle là khi mà controller sử dụng luôn file chấm .bin để khởi động. Trường hợp này các bạn thường gặp phải khi chúng ta upgrade firmware hoặc khi chúng ta mất firmware và phải copy lại sau khi copy vào thì chúng ta sẽ set bút vào thẳng file chấm bin chứ không cài đặt do vậy khi controller khởi động lên thì nó sẽ ở mốt ban đầu với chế độ ban đầu thì mỗi khi khởi động controller sẽ cần phải giải nén file firmware chấm bin đó vào bộ nhớ ram và chạy trực tiếp trên bộ nhớ ram này do vậy thì nó sử dụng rất nhiều bộ nhớ ram cho việc giải nén và lưu trữ các file này nên là rất nhiều tài nguyên hệ thống bị chiếm dụng dẫn đến hiệu suất của thiết bị sẽ kém đi Do vậy thì các bạn cần đảm bảo controller ở chế độ install để có thể sử dụng tài nguyên hệ thống tốt nhất. Ngoài ra thì chế độ ban đồ cũng không hỗ trợ một số tính năng như là ISSU là nâng cấp firmware mà không ảnh hưởng đến dịch vụ, SMU, vân vân và nó cũng khởi động lâu hơn nữa. Để kiểm tra chế độ của controller, các bạn có thể truy cập vào CLI của controller bằng SSH hoặc là các console. Kiểm tra bằng lệnh show version Nó sẽ hiển thị ở dòng cuối cùng. Output khá dài nên các bạn có thể lọc nội dung cần tìm bằng option include mode. Controller của mình đang ở chế độ bản đồ. Nghĩa là nó đang khởi động trực tiếp từ file .bin này chứ không phải bằng file parkisis.conf vấn đề do mình đã bút thẳng bằng file .bin khi upgrade firmware lên trên giao diện web thì các bạn vào menu administration software management mode hiện tại của mình đang là bundle trong mục upgrade mode nó cũng sẽ có hai chế độ là bundle hoặc install khi nâng cấp firmware thì các bạn lưu ý chúng ta nên chọn mode là install nhé để chuyển sang chế độ Install, trước tiên chúng ta sẽ cần set boot lại sang file package conf trước. Các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng hỏi chấm thì nó chỉ hiện là flash thôi. Tuy nhiên khi gõ lệnh này thì chúng ta sẽ cần set là boot flash nhé. Nếu không khi khởi động thì controller sẽ báo lỗi và boot lại vào file chấm .bin. lưu lại cấu hình. Các bạn sâu bút ra file package.conf trong bút flash là ok. Hiện tại bút của mình đang có cả file .bin, mình sẽ xóa hết đi. như vậy là ok. Sau đó cài đặt file firmware mới bằng lệnh install f file. Chọn đường dẫn tới file bin. Activate commit. quá trình này thì các bạn chỉ cần chờ thôi nó sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy chọn y ok sau khi lệnh chạy xong thì controller sẽ tự reboot lại thiết bị controller của mình đã được chuyển sang install mode. Tuy nhiên sau khi cài xong thì nó sẽ có rất là nhiều file thừa hoặc của OS cũ trong Flash. Nếu không cần sử dụng thì các bạn có thể xóa các file này đi để giải phóng dung lượng Flash. Để xóa các file không sử dụng thì các bạn có thể dùng lệnh install remove inactive, nó sẽ xóa toàn bộ các file đang inactive đi. đây là các file mà controller sẽ xóa đi nếu không có file nào cần sử dụng thì các bạn chọn y còn trên giao diện web thì các bạn vẫn vào menu software management chọn chế độ upgrade và chọn các thông số tương ứng và upgrade lên thôi. Trong này cũng có tùy chọn remove inactive file để các bạn xóa các file thừa đi. Ok, trên đây là phần recommend về mode hoạt động của controller. Trong các video tiếp theo thì mình sẽ làm về các cái tính năng khuyến nghị trên controller. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của Centity Shop nhé. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau và hãy like xe cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Centity Shop bạn nhé.